cứ mở miệng ra là chê bai, thị người khác thấp kém. Vậy còn những người đẳng cấp như ba mẹ thì sao? Thì mang con gái duy nhất của mình ra để bán đi đổi lấy bệnh viện. Yên! Thôi mẹ làm vậy mà không thấy xấu hổ hả? Hoa Vương, xem ngay những tập tiếp theo trên siêu ứng dụng giải trí VieON. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chui rút trong hang với nhỏ con Hoang Trúc Mai, nên nhìn cũng rẻ tiền y như nó. Bộ cứ ở nhà sang, có học thức, có tiền là có đẳng cấp hả? Vậy đẳng cấp của ba mẹ là cái gì vậy? Ba mẹ nhớ lại những chuyện sai trái mà ba mẹ đã làm đi. Còn dám ăn nói như vậy với ba mẹ hả? Nhờ ai mà con sống sung sướng suốt bao nhiêu năm qua? Nhờ ai mà kể từ khi biết xài tiền tới bây giờ, mua sắm bất cứ thứ gì không phải suy nghĩ hả? Được rồi, ba mẹ chỉ có một mình con là con. Bây giờ con cái ngỗ nghịch thì ba mẹ đành phải chịu thôi. Bắt đầu từ tuần sau, bệnh viện ở Phú Yên sẽ được thi công. Con chuẩn bị mà đi ra đó với mẹ. Còn ông, nếu như mà nó không quay về thì không thương lượng gì hết, cứ kiện cho tới luôn, để cho ba của cậu ta phải ăn cơm tù dài dài đi. Chú, có nghe không? Muốn tha thứ cho ba của cậu á thì bằng mọi cách cho con Yến quay về nhà. Nghe rõ chưa? Cứ mở miệng ra là chê bai, thị người khác thấp kém. Vậy còn những người đẳng cấp như ba mẹ thì sao? Thì mang con gái duy nhất của mình ra để bán đi đổi lấy bệnh viện. Yên! Thôi mẹ làm vậy mà không thấy xấu hổ hả? Con sẽ không bao giờ cưới Đăng Khoa đâu. Và kể từ ngày hôm nay, con cũng sẽ tự mình quyết định cuộc đời của mình. Ê nè, còn dám ngang nhiên kéo nó vô vòng trước mặt ba hả? Thôi được, muốn dứt khoát từ mặt ba mẹ chứ gì? Làm đi! VieON tặng mã ưu đãi 30% khi mua vé The Masked Singer Việt Nam All Star Concert 2023 chỉ dành riêng cho VieON VIP. Đừng bỏ lỡ!